Xin chào mọi người, hôm nay trên tay mình đang có thiết bị Flux EE910 là thiết bị chụp ảnh sóng âm. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn khám phá xem khi mà mọi người đầu tư thiết bị này về thì chúng ta sẽ có gì. Thì khi mọi người mua thiết bị EE910 thì mọi người sẽ có một kiện như thế này, bao gồm cả vali luôn. Đó. Thì các thiết bị của Flux bao giờ cũng thế, sẽ được đóng kiện rất là chắc chắn. Đấy. Đầu tiên khi mà mọi người nhận thiết bị về, mở ra, nhận kiện về mở ra thì chúng ta sẽ có nhìn thấy máy chính là Flux EE910. Đó. Thì sẽ lấy máy chính ra trước nha. Thì bên dưới chúng ta sẽ có gì? Bên dưới chúng ta sẽ có đầu tiên đó là một cái cover. Cái cover này là cái cover của cảm biến. Thì trên thiết bị cũng đã có một cái cover của cảm biến rồi. Cái này là cái cover của cảm biến siêu âm. Thì khi mà tất cả những cái hiện tượng, ví dụ như là rò rỉ khí này, hoặc là phóng điện cục bộ này, thì nó đều phát ra một cái tần số sóng siêu âm. Thì thiết bị sẽ nhận về cái tần số sóng siêu âm bằng cái cảm biến này và hiển thị cái mức sóng siêu âm, người là cái vị trí bị có cái sóng siêu âm đó, nó lên màn hình chính. Thì cái cảm biến này rất là quan trọng, nên là sau khi dùng xong thì chúng ta nên cover lại để đảm bảo an toàn cho thiết bị. Sâu hơn một chút nữa vào trong thì chúng ta có pin thì chúng ta có hai pin nhé, một pin đã được lắp ở trên máy rồi, thì mình sẽ tháo ra cho mọi người xem đã luôn cái quy trình lắp pin nó như thế nào. Thì chúng ta có hai pin. Trên pin thì chúng ta cũng có thể kiểm tra nhanh cái phần năng lượng của pin, cái phần trăm pin còn lại là bao nhiêu. Thì khi bấm vào test chúng ta sẽ có, như chúng ta nhìn thấy là cái pin, viên pin này đang có 100% pin, và cái viên này đây thì mọi người có thể nhìn thấy là viên này đang còn 25%. Thì mình sẽ lắp lại cái viên 100% này vào để chúng ta có thể khám phá thêm. Thì lắp pin, cái quá trình lắp pin cũng có cái phần chống lắp ngược, nên là mọi người yên tâm nhé, cứ lắp thoải mái, nào lắp vào được là sẽ được, nhưng mà mọi người đừng ấn quá thì nó sẽ bị hỏng thiết bị. Lắp vào, quá trình lắp vào rất là dễ thôi. Thêm nữa, bên trong này chúng ta sẽ có một cái dock sạc đôi, một cái dock sạc đôi để sạc hai pin hoặc một pin cùng lúc thì được, và dây đeo thì chúng ta sẽ dùng để gắn lên thiết bị và đeo đi hiện trường, tại vì thiết bị này thì nếu như mà cầm như này đi thì cũng hơi nặng ha. Nếu như mà đi quá trình đi hiện trường thì trong quá trình đi chúng ta có thể lắp dây vào và đeo trên vai đi, nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì chúng ta cũng có dây USB để kết lấy dữ liệu trên thiết bị về máy tính làm báo cáo report. Ngoài ra thì thiết bị cũng có cái kết nối wifi để chúng ta lấy dữ liệu. Một cái vài cái phụ kiện nhỏ khác, ví dụ như là các cái chuẩn đầu dây cắm này, mọi người ở công ty Nhật thì cũng sẽ có những cái chuẩn đầu cắm của Nhật, mà ở công ty của châu Âu thì cũng sẽ có những cái chuẩn đầu cắm của châu Âu. Thì Flux trang bị rất là đủ những cái tiêu chuẩn này cho mình.